Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình có những tin chính. Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tam Đảo lần thứ 3, nhiệm kỳ 2015-2020. Họp hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành đi kiểm tra một số trường mầm non trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên. Ngành công thương nâng cao hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 25 tháng 8, Đảng bộ huyện Tam Đảo khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 3 nhiệm kỳ 2015-2020. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Thế Trường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội 13 tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch phụ trách Ủy ban nhân dân tỉnh. Các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể địa phương trong tỉnh cùng 260 đại biểu đại diện cho trên 3.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện. Thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 2, kinh tế xã hội trên địa bàn huyện đạt những kết quả quan trọng. Tổng giá trị sản xuất 5 năm đạt trên 11.400 tỷ đồng, bình quân tăng 13,23% một năm. Cơ cấu giá trị sản xuất đến năm 2015, nông lâm nghiệp thủy sản chiếm 37,67%, công nghiệp xây dựng chiếm 22,63%, dịch vụ chiếm gần 40%. Giá trị sản xuất bình quân đầu người năm 2015 đạt trên 35 triệu đồng. Trong nhiệm kỳ qua, nhiều công trình dự án về lĩnh vực du lịch trên địa bàn huyện được quan tâm đầu tư như Trung tâm Văn hóa Lễ hội Tây Thiên, Cáp treo Tây Thiên, Sân Gôn, Khu nghỉ mát Tam Đảo đã góp phần thu hút đông đảo du khách đến tham quan du lịch. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện đã có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Các lĩnh vực lao động việc làm, đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm, bình quân mỗi năm toàn huyện giải quyết việc làm cho trên 2.800 lao động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 48%. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm xuống còn 6,89%. Thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ huyện đã triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác tổ chức xây dựng Đảng, tập trung đẩy mạnh xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, thực hiện tốt việc kiểm điểm, đánh giá chất lượng, phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Thực hiện tốt nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay gắn với chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã kết nạp mới trên 1.000 đảng viên, có gần 90% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh, không có yếu kém. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 88%. Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thế Trường ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật mà Đảng bộ huyện Tam Đảo đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng tình với phương hướng nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Nguyễn Thế Trường đề nghị Đảng bộ huyện Tam Đảo cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Cần xác định nông lâm nghiệp của huyện phải gắn với phát triển du lịch. Nông lâm nghiệp của Tam Đảo là nông nghiệp miền núi với định hướng phát triển chăn nuôi, gia súc, gia cầm, tập trung quy mô lớn, tập trung trồng các loại rau quả đặc sản và phát triển mạnh cây dược liệu, phát huy và quy hoạch vùng đất trồng rau an toàn của tỉnh. Huyện cần có biện pháp tăng cường công tác phát triển, chăm sóc, bảo vệ rừng, lá phổi xanh của tỉnh và của vùng, nhân rộng các mô hình trang trại, gia trại, chăn nuôi, điển hình để đem lại thu nhập cao cho nông dân trong huyện. Tập trung phát triển nguồn dược liệu phù hợp với khí hậu và thổ nhưỡng của địa phương. Tương lai không xa, Vĩnh Phúc sẽ trở thành đô thị với các ngành sản xuất dịch vụ phát triển, đặc biệt là dịch vụ du lịch. Trong đó Tam Đảo được xác định là vùng du lịch chính, là vùng du lịch bảo tồn tự nhiên trong quy hoạch du lịch vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì cũng đã xác định khu du lịch Tam Đảo là một trong 7 khu du lịch cấp quốc gia. Vì vậy, ngoài việc thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp về phát triển du lịch được nêu trong báo cáo chính trị thì huyện cần lưu ý về vấn đề bảo vệ môi trường sinh thái, cần giữ gìn bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng gắn với phát triển du lịch. Tập trung đầu tư phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, đầu tư kết cấu hạ tầng du lịch, phát triển văn hóa phi vật thể, văn hóa tâm linh,
để thu hút khách du lịch, nghiên cứu sản xuất những sản phẩm du lịch mang tính đặc trưng, độc đáo, hấp dẫn. Tam Đảo cần quan tâm tới công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, quan tâm công tác quản lý tài nguyên, nhất là tài nguyên đất đai, tài nguyên rừng, tài nguyên nước, đồng thời làm tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án, thực hiện tốt các chính sách ưu đãi về giáo dục của nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số, song song với việc giữ gìn những bản sắc văn hóa riêng, tiếng nói, chữ viết của đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động văn hóa thể thao, chăm lo toàn diện đến công tác giảm nghèo, thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, gia đình chính sách và đối với đồng bào dân tộc. Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, trước hết là xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong đảng bộ. Thường xuyên chăm lo giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện cho đội ngũ cán bộ, đảng viên về chính trị, tư tưởng, có năng lực, có phẩm chất, đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, trong sáng, có kế hoạch dài hạn trong công tác cán bộ, có lưu ý đến cơ cấu, vấn đề khu vực, vùng, vấn đề dân tộc. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 về xây dựng đảng gắn với việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020. Buổi chiều cùng ngày, tiếp tục thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện đại hội. Ngày 26 tháng 8, đại hội tiếp tục làm việc và bế mạc. Trong nhiệm kỳ vừa qua, huyện Tam Đảo đã có nhiều nỗ lực đẩy mạnh thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch, dịch vụ, thu hút đông đảo du khách đến tham quan du lịch. Trong nhiệm kỳ tới, huyện Tam Đảo đặt mục tiêu đến năm 2020 trở thành huyện du lịch trọng điểm của khu vực phía Bắc. Đây cũng chính là những vấn đề được các đại biểu tập trung thảo luận tại đại hội. Bên cạnh đó, vấn đề quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới, cần có những giải pháp để triển khai thực hiện. Ghi nhận của phóng viên thời sự bên lề đại hội. Tôi cũng thấy rằng là một cái điểm du lịch như ở thị trấn Tam Đảo tôi thì cũng cần phải đề nghị các cấp các ngành, thứ nhất là đối với những cái giải pháp ta phục vụ để khắc phục để chúng ta đầu tư cho dịch vụ du lịch được tốt hơn. Thì về cơ sở hạ tầng chúng ta cần phải đầu tư cho nó đồng bộ là một. Cái thứ hai, tất cả những cái điểm du lịch đến thì người ta thường là ta những cảnh quan và trong đó nó có những di tích lịch sử văn hóa, di tích lịch sử cách mạng thì chúng ta cũng đều phải tôn tạo để chúng ta thu hút lượng khách vào địa phương ngày một đông hơn, nhất là đối với lại những cái di tích lịch sử văn hóa nó tâm linh, một hàng năm thì thu hút một lượng khách không nhỏ về hành hương với Tam Đảo là qua các con đường tâm linh này, cho nên chúng ta cần đầu tư và cần có biện pháp. Mặt khác nữa là về khu du lịch Tam Đảo thì cũng đề nghị với các cấp các ngành chúng ta có biện pháp để cái thứ nhất là đối với lại trong cái công tác mà chúng ta phục vụ khách du lịch thì chúng ta vẫn phải đảm bảo vệ sinh môi trường, thu gom rác thải và xử lý nước thải và đảm bảo về công tác phòng chống cháy rừng, bảo vệ rừng. Tôi mong muốn là cái nhiệm kỳ sau thì huyện ủy cũng như là tỉnh ủy quan tâm hơn nữa để cho bà con vùng dân tộc phát triển kinh tế và quan tâm đến cái bản sắc văn hóa dân tộc để chúng tôi giữ gìn lại cái bản sắc văn hóa dân tộc cũng như là phát triển kinh tế xã hội và nhất là có cái vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội để tạo điều kiện cho bà con mua bò sinh sản, phát triển kinh tế mọi mặt. Thực hiện việc tổ chức thảo luận lấy ý kiến nhân dân góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 16. Trong chương trình thời sự hôm nay, Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc tiếp tục đăng tải những nội dung chính trong dự thảo để cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia nghiên cứu, đóng góp ý kiến. Dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 15 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 xác định chủ đề của đại hội là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, không ngừng sáng tạo, đổi mới, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, xây dựng nền tảng để Vĩnh Phúc sớm trở thành thành phố văn minh hiện đại. 1. Mục tiêu tổng quát. Tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển nhanh và bền vững, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng kết hợp hiệu quả phát triển chiều rộng với chiều sâu, chú trọng phát triển chiều sâu, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn 5 năm trước, xây dựng Vĩnh Phúc trở thành một trong những trung tâm công nghiệp, du lịch của vùng và cả nước. Tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chuyển đổi lao động nông thôn, sớm hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, kiểm soát và hạn chế ô nhiễm môi trường, bảo đảm sự gắn kết giữa phát triển kinh tế với thực hiện an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tăng cường quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng cán bộ đảng viên, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp,
tiếp tục đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp và cộng đồng nhân dân cho sự nghiệp phát triển. Phấn đấu đến năm 2020, cơ bản hoàn thành hạ tầng khung đô thị, tiến tới trở thành thành phố Vĩnh Phúc vào những năm 20 của thế kỷ 21. 2. Một số chỉ tiêu cụ thể. Các chỉ tiêu kinh tế. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt từ 7 đến 7,5% một năm, trong đó công nghiệp xây dựng tăng từ 7 đến 7,5% một năm. Dịch vụ tăng từ 10,5 đến 11% một năm. Nông lâm nghiệp thủy sản tăng từ 3,5 đến 4% một năm. Thuế sản phẩm tăng khoảng 3,5% một năm. Cơ cấu kinh tế đến năm 2020, công nghiệp xây dựng 61,5%, dịch vụ 31,4%, nông lâm nghiệp thủy sản 7,1%. Quy mô GRDP đến năm 2020 bằng 1,5 đến 2 lần so với năm 2015. Vốn đầu tư toàn xã hội hàng năm chiếm khoảng từ 25 đến 30% GRDP. Tỷ lệ thu ngân sách nhà nước trên GRDP hàng năm đạt từ 22 đến 23%. Năm 2020, thu ngân sách nhà nước khoảng 26.500 đến 27.000 tỷ đồng. GRDP bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 110 triệu đồng, tương đương khoảng từ 4.800 đến 5.000 đô la Mỹ. Thu hút mới từ 1,3 đến 1,5 tỷ đô la Mỹ vốn đăng ký từ các dự án FDI và từ 14.000 đến 15.000 tỷ đồng vốn đăng ký từ các dự án DDI. Các chỉ tiêu văn hóa xã hội. Quy mô dân số đến năm 2020 đạt 1,117 triệu người. Giải quyết việc làm bình quân đạt từ 19 đến 20.000 lao động một năm. Tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm bình quân giảm từ 1 đến 1,5% một năm theo chuẩn mới giai đoạn 2016-2020. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2020 đạt 76%, trong đó lao động qua đào tạo được cấp chứng chỉ đạt từ 30 đến 35%. Tỷ lệ lao động trong khu vực nông lâm nghiệp, thủy sản đến năm 2020 còn 30%. Đến năm 2020, từ 65 đến 70% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào trung học phổ thông, từ 30 đến 35% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào học bổ túc văn hóa và học nghề. 100% các trường đạt chuẩn quốc gia trước năm 2020, trong đó bậc mầm non vào tiểu học trước năm 2018. Đến năm 2020, có 9,3 bác sĩ trên 1 vạn dân, 32 giường bệnh trên 1 vạn dân. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi đến năm 2020 còn dưới 9%. Tỷ lệ thôn làng văn hóa hàng năm đạt từ 75 đến 80%. Tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt từ 85% đến 90%. Tỷ lệ dân cư đô thị đến năm 2020 đạt trên 45%. Phấn đấu tỉnh đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới vào năm 2017. Các chỉ tiêu về môi trường đến năm 2020. Thu gom và xử lý đạt quy chuẩn môi trường 95% chất thải rắn sinh hoạt khu vực đô thị, 75% chất thải rắn sinh hoạt khu vực nông thôn, 100% chất thải nguy hại và chất thải y tế được xử lý, 90% dân số đô thị loại 4 trở lên được cấp nước sạch, tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 90%. Các chỉ tiêu xây dựng hệ thống chính trị. Tỷ lệ chính quyền cơ sở vững mạnh bình quân hàng năm đạt 65% trở lên, số đảng viên kết nạp bình quân hàng năm trên 2.300 đảng viên. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đạt 85%. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên bình quân hàng năm đạt 95%. Nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu. Về phát triển kinh tế, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát triển nhanh bền vững, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Phát triển mạnh sản xuất công nghiệp để công nghiệp thực sự trở thành động lực cho sự phát triển của tỉnh. Tập trung phát triển các ngành dịch vụ, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chuyển đổi lao động nông thôn. Phát triển doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh, đẩy mạnh xúc tiến và thu hút đầu tư, thực hiện tốt quy hoạch, kế hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác quy hoạch, kế hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển, cơ bản hoàn thành hệ thống hạ tầng khu đô thị Vĩnh Phúc vào năm 2020. Tập trung phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới, phát triển đô thị theo hướng bền vững, đặt nền móng để Vĩnh Phúc sớm trở thành thành phố. Đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, phấn đấu tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2017. Tăng cường quản lý tài nguyên, nhất là tài nguyên đất. Trên đây là một trong những nội dung chính của dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 16. Toàn văn dự thảo báo cáo chính trị mời quý vị và các bạn truy cập vào trang thông tin điện tử của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc theo địa chỉ vinhphuctv.vn.
Chiều ngày 25 tháng 8, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh họp xét thành tích khen thưởng cho các tập thể cá nhân ngành giáo dục và đào tạo năm học 2014-2015, xét công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, xét đề nghị Thủ tướng Chính phủ và Nhà nước khen thưởng cho các tập thể và cá nhân. Đồng chí Nguyễn Văn Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch phụ trách Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Quốc Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, các thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh. Theo báo cáo kết quả thẩm định của Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh về thành tích của các tập thể cá nhân, đề nghị Nhà nước tặng thưởng huân chương, Chính phủ tặng cờ thi đua, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Có 2 tập thể đủ điều kiện đề nghị Nhà nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất, 1 cá nhân tặng thưởng huân chương lao động hạng nhì, 1 tập thể tặng thưởng huân chương lao động hạng ba, 5 cá nhân đủ điều kiện đề nghị Nhà nước tặng thưởng huân chương lao động hạng ba, 1 tập thể và 17 cá nhân đủ điều kiện đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, 2 tập thể đề nghị tặng cờ thi đua của Chính phủ, 102 cá nhân tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Trúc đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan liên quan và chính quyền các địa phương trong việc rà soát, thẩm định thành tích của các tập thể cá nhân đề nghị khen thưởng. Đồng chí Nguyễn Văn Trúc đề nghị Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh xem xét mở rộng các tập thể cá nhân được khen thưởng, đặc biệt là các tập thể cá nhân quan tâm và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo như lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, các chuyên gia, nhà khoa học. Đồng chí Nguyễn Văn Trúc thống nhất với kết quả thẩm định của Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh về thành tích các tập thể cá nhân được đề nghị khen thưởng. Đồng chí Nguyễn Văn Trúc đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh và các cơ quan liên quan hoàn thiện thủ tục của các tập thể cá nhân đủ điều kiện khen thưởng trình cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định. Sáng ngày 25 tháng 8, Sở Tài chính long trọng tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành tài chính Việt Nam 28 tháng 8 năm 1945, 28 tháng 8 năm 2015 và đón nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ. Dự buổi lễ có đồng chí Lê Duy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành địa phương, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Sở Tài chính qua các thời kỳ. Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành tài chính Việt Nam. Cùng với chặng đường 70 năm xây dựng và trưởng thành của ngành tài chính Việt Nam, ngành tài chính Vĩnh Phúc luôn vượt qua khó khăn thử thách, có nhiều đóng góp thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn. Từ khi tái lập tỉnh năm 1997 đến nay, ngành tài chính Vĩnh Phúc luôn năng động, đổi mới, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiều giải pháp về tài chính, ngân sách, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Nhờ vậy, số thu ngân sách nhà nước qua các năm có sự tăng trưởng với tốc độ cao. Từ một tỉnh có số thu ngân sách thấp, năm 1997, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 110 tỷ đồng. Đến năm 2004, Vĩnh Phúc đã tự cân đối được ngân sách và có đóng góp cho ngân sách trung ương. Năm 2014, Vĩnh Phúc có số thu ngân sách nhà nước trên 20.000 tỷ đồng. Dự kiến năm 2015, thu ngân sách sẽ đạt 22.000 tỷ đồng, tăng 200 lần so với năm 1997. Ngành cũng kịp thời tham mưu cho Hội đồng Nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về tài chính ngân sách thuộc thẩm quyền của địa phương, góp phần thực hiện thành công ngăn chặn suy giảm kinh tế, kiểm chế lạm phát, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, đảm bảo an sinh xã hội. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Duy Thành đã ghi nhận và biểu dương những đóng góp của các thế hệ cán bộ, công chức viên chức, người lao động ngành tài chính Vĩnh Phúc đã nỗ lực phấn đấu, giành được nhiều thắng lợi trong suốt chặng đường 70 năm qua. Đồng chí mong muốn ngành tài chính Vĩnh Phúc tiếp tục đổi mới, đoàn kết, nâng cao năng lực quản lý tài chính. Trong đó, chú trọng tập trung nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách, huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực tài chính trong xã hội, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, quản lý ngân sách chặt chẽ, tăng cường kiểm tra giám sát các hoạt động tài chính, chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ ngành tài chính đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của quá trình hội nhập và phát triển đất nước. Thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Lê Duy Thành đã trao cờ thi đua của Chính phủ cho Sở Tài chính Vĩnh Phúc vì đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2014. Cũng tại buổi lễ, 28 cá nhân đã được Bộ Tài chính tặng kỷ niệm chương, có nhiều đóng góp vì sự nghiệp tài chính Việt Nam. Trước đó, vào tối ngày 23 tháng 8, Sở Tài chính đã tổ chức giao lưu văn nghệ chào mừng 70 năm ngày thành lập ngành tài chính Việt Nam 28 tháng 8 năm 1945, 28 tháng 8 năm 2015. Tham gia giao lưu là các đội văn hóa văn nghệ đến từ các đơn vị trong hệ thống ngành tài chính tỉnh. Các đội đã mang đến cho khán giả nhiều tiết mục văn hóa văn nghệ vui tươi, sôi nổi. Các tiết mục khá đa dạng về thể loại như ca, múa, tập thể, đơn ca,
ca ngợi quê hương, đất nước, con người Việt Nam, ca ngợi Đảng, Bác Hồ và ngành tài chính Việt Nam trong suốt chặng đường 70 năm qua. Phần lớn các tiết mục công diễn trong đêm giao lưu do chính các đội tự dàn dựng, trong đó nhiều tiết mục đều được dàn dựng công phu, trang phục đẹp mắt, thu hút được sự quan tâm cổ vũ của đông đảo khán giả. Đêm giao lưu là dịp các đơn vị trong ngành tài chính tăng cường giao lưu, tạo mối quan hệ thân thiết, tự hào với truyền thống của ngành. Đây cũng là hoạt động nhằm khuyến khích phong trào văn hóa văn nghệ ngày càng phát triển, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành tài chính. Chiều ngày 25 tháng 8, đồng chí Lê Duy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra một số đơn vị trường mầm non trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, cùng đi có lãnh đạo một số sở ngành, lãnh đạo thành phố Vĩnh Yên. Trong những năm qua, thành phố Vĩnh Yên luôn quan tâm đầu tư cho phát triển giáo dục, quy mô mạng lưới trường lớp có sự phát triển mạnh mẽ, cơ sở vật chất trường lớp, trang thiết bị được đầu tư ngày càng khang trang hiện đại. Tuy nhiên, đa số các trường mầm non trên địa bàn thành phố luôn trong tình trạng quá tải, thiếu phòng học. Vì vậy, sau khi đi kiểm tra thực tế cơ sở vật chất tại một số trường mầm non trên địa bàn thành phố, đồng chí Lê Duy Thành đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Yên rà soát lại hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học tại các trường học, đặc biệt là các trường mầm non. Có văn bản đánh giá thực trạng cụ thể để tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh sớm có hướng khắc phục và đầu tư cho các trường học, đảm bảo cho việc học tập và vui chơi của các cháu. Đồng chí đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Yên cần nghiên cứu để đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong đầu tư và phát triển giáo dục. Đồng chí Lê Duy Thành và đoàn kiểm tra cũng đã đến tham quan mô hình trường học của trường mầm non Tư Thục Sen Hồng tại khu đô thị Chùa Hà Tiên, thành phố Vĩnh Yên. Đây là mô hình trường học được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại phù hợp với bậc học mầm non. Trường mầm non Tư Thục Sen Hồng thì mới mở được khoảng gần một tháng nay, nhưng mà đã được sự hỗ trợ của các bậc phụ huynh. Thì các cháu đến đây học thì các bậc phụ huynh rất là tin tưởng và yên tâm. Cái cơ sở vật chất thì thoáng mát, phòng nhóm thì rất là rộng rãi và có camera trực tuyến để bố mẹ có thể xem con tại nhà. Nên là các bố các mẹ rất là yên tâm để công tác và làm việc. Sáng ngày 25 tháng 8, Sở Ngoại vụ tổ chức gặp mặt kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Ngành Ngoại giao Việt Nam 28 tháng 8 năm 1945, 28 tháng 8 năm 2015. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Cục Ngoại vụ địa phương, Bộ Ngoại giao, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. 70 năm qua, Ngành Ngoại giao Việt Nam đã không ngừng phát triển và có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế trên thế giới. Tại Vĩnh Phúc, trước yêu cầu hội nhập và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, tháng 5 năm 2008, Sở Ngoại vụ Vĩnh Phúc được thành lập. Qua gần 8 năm thành lập, Sở Ngoại vụ đã tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện tốt công tác ngoại giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Vũ Chí Giang đánh giá cao thành tích Sở Ngoại vụ đạt được trong công tác ngoại giao. Đồng chí đề nghị Sở Ngoại vụ tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại, tham mưu cho tỉnh thực hiện các chính sách chăm lo cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp đang đầu tư tại tỉnh và đẩy mạnh công tác xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài. Duy trì và phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống với các địa phương của Lào, tỉnh Trung Chembuk, Hàn Quốc và tỉnh Akita, Nhật Bản trên tất cả các lĩnh vực. Củng cố và phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị với các tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam. Tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư tại một số quốc gia, vùng lãnh thổ trọng điểm, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nhằm giới thiệu quảng bá hình ảnh đất và người Vĩnh Phúc đến bạn bè quốc tế. Sáng ngày 25 tháng 8, Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết 75 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển thể dục thể thao quần chúng tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2013-2020 của huyện Bình Xuyên. Đồng chí Nguyễn Sơn, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì buổi giám sát. Dự buổi giám sát có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện một số sở ban ngành của tỉnh. Sau hơn một năm thực hiện nghị quyết 75 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển thể dục thể thao quần chúng tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2013-2020, phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao trên địa bàn huyện Bình Xuyên đã có bước phát triển mạnh mẽ, đời sống văn hóa tinh thần của người dân được cải thiện. Số người tham gia tập luyện thể dục thể thao hàng năm của huyện đạt trên 30%. Tỷ lệ gia đình tham gia tập luyện thể dục thể thao đạt từ 23-25%. Cơ sở vật chất phục vụ cho việc tập luyện thể dục thể thao của người dân được tăng cường đầu tư.
từ năm 2013 đến nay, tổng nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh, huyện cho việc giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở vật chất ở các địa phương trên địa bàn huyện đạt gần 37 tỷ đồng. Đến nay, đã có 4 xã được hỗ trợ kinh phí xây dựng khu trung tâm văn hóa thể thao xã và nhà tập luyện thể dục thể thao. 35 sân thể thao theo chương trình xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. 100% xã thị trấn được hỗ trợ kinh phí tổ chức các hoạt động thể dục thể thao theo nghị quyết 75. Kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Sơn đề nghị huyện Bình Xuyên tiếp tục triển khai có hiệu quả việc thực hiện nghị quyết 75 của Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia vào các phong trào thể dục thể thao quần chúng gắn với xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Làm tốt công tác xã hội hóa trong các hoạt động thể dục thể thao và tăng cường đầu tư xây dựng nhà văn hóa thôn, sân vận động phục vụ cho các hoạt động thể dục thể thao của người dân trên địa bàn. Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính cho 115 học viên là cán bộ lãnh đạo quản lý của các sở ban ngành trực thuộc Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và một số cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên. Trong suốt quá trình học tập, các học viên trong khóa học đã được cung cấp trang bị những kiến thức cơ bản và có hệ thống về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, về hệ thống chính trị, kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác đảng. Đây là những kiến thức cơ bản góp phần củng cố tư tưởng, phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn cho học viên. Đồng thời, khóa học cũng giúp các học viên trang bị một số kỹ năng nghiệp vụ công tác cần thiết để vận dụng vào công việc tại cơ quan, đơn vị công tác. Kết thúc khóa học, 115 học viên tham gia học tập đều được công nhận tốt nghiệp và cấp bằng, trong đó 99% học viên xếp loại khá giỏi. Cách mạng tháng 8 năm 1945, sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Chính quyền về tay nhân dân, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành một đảng cầm quyền. Từ đây, đất nước, xã hội, dân tộc và con người Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Cách mạng tháng 8 là thắng lợi của chủ nghĩa Mác Lênin được vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể của cách mạng Việt Nam, là thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng ta, gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, gắn sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, là sự thể nghiệm thành công đầu tiên của chủ nghĩa Mác Lênin tại một nước thuộc địa ở châu Á, là đỉnh cao của ý chí quật cường, sức mạnh cố kết cộng đồng, tầm cao trí tuệ của dân tộc, hòa quyện với chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, với xu thế của thời đại vì hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 70 năm qua, kể từ ngày cách mạng tháng 8 thành công đến nay, cách mạng Việt Nam đã đi qua nhiều giai đoạn, nhiều bước ngoặt và vượt qua nhiều thử thách lớn, giành thắng lợi vĩ đại, đưa đất nước phát triển. Việt Nam đã ra khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Kỷ niệm 70 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, trong bối cảnh toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của đảng. Chúng ta càng hiểu rõ hơn giá trị của cách mạng tháng 8, nhận thức đầy đủ trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc vận dụng và phát triển những bài học kinh nghiệm quý giá của cách mạng tháng 8, của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 70 năm qua vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm then chốt trong việc hoàn thành và giữ vững các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Thời gian qua, Đảng ủy và chính quyền xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên đã vận động nhân dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi nhằm từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, đa dạng hóa các ngành nghề. Sơn Lôi là xã thuần nông nhưng vài năm trở lại đây, diện tích đất nông nghiệp của xã ngày càng bị thu hẹp. Đảng ủy và chính quyền xã đã chỉ đạo nhân dân đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, khai thác triệt để mọi tiềm năng, tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từng bước chuyển nông nghiệp sang hướng sản xuất hàng hóa. Xã đã quy hoạch hơn 10 hectare trồng dưa leo ở thôn An Lão, là một hướng chuyển đổi cơ cấu kinh tế đạt hiệu quả của bà con nhân dân, bước đầu đem lại cho người dân địa phương nguồn thu nhập cao hơn. Bên cạnh đó, xã khuyến khích người dân phát triển đàn gia súc gia cầm, kết hợp trồng cây ăn quả như bưởi, cam canh và đẩy mạnh phát triển các ngành nghề sản xuất dịch vụ thương mại.
Với những chủ trương đúng đắn cùng sự nhạy bén trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế, thu nhập của người dân tăng dần qua các năm. Những năm qua, các cấp các ngành trong tỉnh đã có nhiều giải pháp tích cực nhằm tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển. Năm 2014, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Vĩnh Phúc xếp thứ 6 trên 63 tỉnh thành cả nước, đứng thứ 2 khu vực phía Bắc. Chính là sự ghi nhận của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về chất lượng môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại và dịch vụ, ngành công thương đã và đang thực hiện một số giải pháp nâng cao hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp. Cụ thể như chỉ đạo đẩy mạnh chất lượng dịch vụ hỗ trợ có liên quan như tư vấn hỗ trợ về thông tin pháp luật, tư vấn hỗ trợ xây dựng thương hiệu, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, hàng rào kỹ thuật trong thương mại, hỗ trợ các doanh nghiệp mở rộng và tiêu thụ hàng hóa trên thị trường nội địa nhằm thúc đẩy sản xuất, nâng cao chất lượng và hiệu quả các hội chợ, triển lãm thương mại, giúp doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường. Ngoài ra, ngành công thương là cơ quan thường trực trong việc tổ chức đưa hàng Việt về nông thôn, góp phần thực hiện tốt cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Thời gian qua thì Sở Công Thương thì đã tham mưu cho tỉnh để mà ban hành một số các cái cơ chế chính sách hỗ trợ khuyến khích cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Cụ thể như là đã tham mưu ban hành nghị quyết 31 năm 2010 về chương trình khuyến công giai đoạn 2010-2015. Trong đó là sẽ hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp về khởi sự doanh nghiệp này, đào tạo nâng cao kiến thức để hội nhập này, hỗ trợ về trang thiết bị máy móc theo cái công nghệ mới này, để hỗ trợ về đào tạo này. Từ đầu năm đến nay, Sở Công Thương đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, đào tạo nghiệp vụ, hỗ trợ trang thiết bị máy móc cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển sản xuất kinh doanh. Là một trong những doanh nghiệp tư nhân nhận được sự hỗ trợ từ Sở Công Thương, doanh nghiệp tư nhân may Hồng Phương Vĩnh Phúc đóng trên địa bàn xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên đã được Trung tâm Khuyến công hỗ trợ mở lớp dạy nghề may cho công nhân, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Trung tâm Khuyến công nó giúp đỡ cho doanh nghiệp mở được hai lớp dạy may và tiết kiệm, giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí đào tạo cho công nhân, và cũng trong thời gian đó cũng giúp cho doanh nghiệp là chọn được những người có tay nghề để mà giúp cho việc đào tạo, của nghĩa giúp cho việc sản xuất của doanh nghiệp là đạt hiệu quả kinh tế hơn. Với khẩu hiệu đồng hành cùng doanh nghiệp, thời gian tới, ngành công thương Vĩnh Phúc tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, hoàn thiện những dịch vụ tiện ích, dịch vụ công phục vụ doanh nghiệp, đồng thời nắm bắt tìm hiểu thông tin từ các doanh nghiệp để công tác quản lý, điều hành và tham mưu hiệu quả hơn, giúp địa phương cải thiện chất lượng dịch vụ, hỗ trợ doanh nghiệp. Thời gian qua, các vụ tai nạn nghiêm trọng tại các đường ngang qua đường sắt tăng cao đột ngột. Tai nạn chủ yếu giữa tàu hỏa với ô tô, tàu hỏa với xe máy. 90% xảy ra ở những đường ngang không có gác chắn. Để tránh tai nạn giao thông khi vượt qua đường sắt, cần tuân thủ: 1. Tại đường ngang đường sắt, khi rào chắn đang dịch chuyển hoặc đã đóng, người và phương tiện đường bộ phải dừng cách rào chắn 3m. 2. Tại đường ngang đường sắt không có rào chắn, khi đèn tín hiệu màu đỏ sáng hoặc có chuông báo động, người và phương tiện đường bộ phải dừng cách xa đường tàu tối thiểu 6m. 3. Tại đường ngang đường sắt không có đèn tín hiệu, rào chắn và chuông báo động, người và phương tiện đường bộ phải quan sát cả hai phía. Nếu có tàu đang tới thì phải dừng cách xa đường tàu tối thiểu 6m. Phải chú ý quan sát kỹ cả hai phía, chỉ vượt qua đường sắt khi chắc chắn không có tàu đang tới. Tính mạng con người là trên hết.